Xin chào tất cả các bạn. Video ngày hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cả hai cái kệ này luôn, hai cái côn này luôn. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn tấn công bằng hai cái côn này luôn. Chúng ta cùng quan sát. Chúng ta sẽ thực hiện như sau. Rồi các bạn để hai cái gậy và chúng ta một tay cầm côn ở trên và một tay cầm côn ở dưới. Hiện này, khi chúng ta thực hiện này, một này, tôi sẽ chia làm ba nhịp chúng ta thực hiện này. Một chúng ta đánh côn trên ra, côn trên đánh ra này, đánh côn trên nhé, phần đầu nhé. Hai, rồi vòng sang bên này, đánh xong này, rút về, đập sang bên tay, tay bên trái này, vung tay bên trái ra này, đánh phần dưới này, phần dưới, ba này. Sau khi đánh phần dưới xong rồi chúng ta rút về ngang qua ba, chúng ta vung tay này ra đánh phần trên, sau đó chúng ta rút về ngang qua rút về sau lách dưới lách, chúng ta cùng quay lại một này. Vung ra đánh phần trên này, tiếp xúc này phần trên này, phía trước này, sau đó chúng ta rút gập về phần vai bên kia, bung tiếp tay bên này ra hai, chúng ta bung tiếp tay ở dưới ra đánh phần dưới ba, chúng ta tấn công bằng tiếp tay kia, tay này đồng thời rút về sát này, phân tích động tác này, chúng ta sẽ thực hiện theo ba nhịp. Một tay phải sẽ đánh ra này, tay trên vai này đánh ra tấn công phần trên, sau đó chúng ta rút về cạnh sang gập sang bên vai bên trái hai này, tay trái bung từ dưới ra đánh phần dưới. Chúng ta rút về bên vai trái, đồng thời cũng phải tay phải chúng ta sẽ bung ra bên bên trên và rút về ở phía dưới nách tay trái, và bên này chúng ta thực hiện lặp lại như vậy, một bung phần trên,
không ở trên, đặt trên vai phải, hai buông tay phải ra, rút về vai phải, ngang tay phải, đồng thời buông tay trái ra, ba buông tay trái ra, ngực ở trên, sau đó rút về dưới này, tay phải, một, hai, ba, rút về, lần lại nhé, một, đánh ra này, nhịp một này, khi chúng ta đánh ra này, tấn công đến cái điểm tiếp xúc điểm điểm chạm rồi, thì chúng ta sẽ rút về gập, rút về bên tay vai phải, đồng thời bung tay trái ra, bung tay phải ra, bung tay phải ra đánh tiếp, tay phải rút về thì đồng thời bung tay tay trái ra, chúng ta rút về đây, một, hai, ba, một, hai, ba, ta quan sát theo chiều ngang này. Một này, một chúng ta vung tay phải ra này, phần trên này, phần trên, phần trên, phần trên, phần trên. Hai, chúng ta vung tay trái ra, đồng thời rút gập tay phải về trên vai, tay trái vung ra. Ba này chúng ta sẽ bật tấn công tiếp tay phải, còn người tay trái rút về, tay trái phải tấn, tay phải tung ra, tay trái rút về, sau đó chúng ta rút về đây, và kết thúc. Sau đó là tiếp tục làm lặp lại như vậy, một, hai, ba.